chơi mà chơi thuận cẳng tay hạ cẳng chân, xô đổ chén cơm những đồ của người ta, của công nhân thì hỏi tình cảm của công nhân với lại chủ thì nó đâu có còn gì nữa. Thì đương nhiên nó sẽ công suất năng lực của người lao động nó sẽ giảm, giảm thì công ty có lỗ thôi, công ty có hại thôi chứ đâu có lợi đâu. Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay tại vì đi cái đường đó, nó ngược nắng á, mình ở vùng miền Tây cho nên sáng mình đi về miền Đông, chiều mình về ngược miền Tây thì luôn luôn là ngược với lại nắng mặt trời. Cho nên hôm nay thì mình đặt cái camera nó xéo xéo. Ôi, ngừng lại nóng. Hôm nay vô chuẩn bị vô mùa xuân rồi. À, gần nửa tháng 8 rồi ha. Hết tháng này là tới xuân rồi đó. Nhưng mà mùa xuân thì bên này không phải là New Year. New Year của mùa xuân á, như thế giới á, là ở Úc lại là rơi vào mùa hè các bạn. Ở Việt Nam là rơi đúng mùa xuân ha. Không biết là một số nước khác nữa như Canada cũng có trái giờ, trái mùa gì đó. Ở Úc đây thì mùa xuân là mùa hè. Tháng 12 là tháng tháng hè đó. Tháng 9, đầu tháng 9 là bắt đầu vô mùa xuân, tới cuối tháng 11 là hết mùa xuân. Đầu tháng 12 cho tới 12, 1, 2 là tháng mùa hè. Đó. Rồi đầu tháng 3 cho tới tháng cuối tháng 5 là mùa thu. Rồi đầu tháng 6 cho tới cuối tháng 8 là mùa đông. Đó. Hiện tại bây giờ là mùa đông nè, nhưng mà cuối mùa đông rồi. Trời ấm lên rồi. Hôm nay thời tiết bao nhiêu ở bên ngoài, bao nhiêu ta? Melbourne bên ngoài 14 độ, có mưa, ngày mai cũng mưa rồi. Melbourne mai mưa, trời ơi, thứ bảy chủ nhật mưa, chán phèo luôn. Thứ hai đi làm nắng. Nhưng tuần tới thì chỉ có thứ hai nắng thôi, còn bao nhiêu ngày là tới chủ nhật mưa luôn. À, mình thấy đó. Ở Úc mà nè, ở đây luôn, ở Melbourne luôn, chứ còn mấy chỗ khác thì mình không rõ đâu. Mùa xuân thì hình như cái lượng mưa nó nhiều hơn. Bây giờ là mùa đông nói gì ít mưa, nó lạnh thì có lạnh nhưng mà ít mưa lắm các bạn, ít mưa lắm. Nhưng mùa xuân bây giờ là bắt đầu mưa 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 nhiều lắm. À, hôm nay thì mình cập nhật tin tức corona ở tiểu bang Victoria cho mọi người xem. Ở bên này thì cũng có vài anh chị vài cũng theo dõi tin tức rồi họ cập nhật, có thể là họ lớn tuổi, họ về hưu, họ nghỉ ngơi nhiều, họ cập nhật tin tức nhiều theo xem những cái đài như đài số 9, đài số 7 đồ ở ở Úc này nè. Hôm nay thì có 372 ca nhiễm và có 14 người tử vong. Ngày hôm qua thì nó mừng hơn là ngày hôm qua ta có 270 mấy ca nhiễm thôi. Nhưng mà mình nghĩ cũng giống như những lúc mình nói đó, thì có thể là 1-2 tuần nữa thì nó mới giảm, chứ không thể nào bây giờ giảm, tại vì bây giờ là tự cách ly ở trong nhà rồi lây nhiễm với nhau. À, hôm nay thì mình có thấy một cái bản tin cũng khá là buồn cho công nhân Việt Nam của mình ở Việt Nam ha, ở gì đây? Công ty trách nhiệm hữu hạn May Sun San Kyon ở Việt Nam thì có địa chỉ là ở ở khu khu phố 5 đường Lê Văn Khương, phường Hiệp Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Thì có một ông giám đốc, tổng giám đốc gì đây, người Hàn Quốc, khi mà công nhân đi ăn cơm trưa trước giờ khoảng 2 phút thì ông giám đốc này ổng có xuống ổng xô đổ bàn ăn bằng đồ hết, đổ hết bàn ăn thì công nhân, có nghĩa là bắt công nhân về xưởng trở lại rồi sau đó thì gọi xuống ăn cơm thì không ai xuống ăn cơm nữa. Thì cái này là cũng là một cái mà thấy cũng đối xử giữa cái người chủ và người tớ cũng khá là tệ. Tại vì á, người Hàn nói gì thì cũng cũng hiểu, người Hàn Quốc họ theo cái
cái lối kinh tế và họ theo cái đường lối của như kiểu Mỹ, kiểu kiểu Nhật Bản, nhưng mà cái bản chất của họ cũng vẫn là người Asia, người châu Á, mà người Hàn Quốc họ cũng là kiểu độc tài chứ không phải là họ cũng văn minh gì đâu. Họ văn minh hơn một chút xíu là do cái luật pháp rồi cái hướng hiện đại của họ nó có, chứ cái bản tính chất của họ nó vẫn có cái tính độc tài y như cái kiểu người Asia vậy đó. Nó khác, nó không có thể giống như người Nhật ha các bạn. Người Nhật nó vậy là ok hơn, người Nhật rất là tốt, nhưng người Hàn Quốc cũng chưa hẳn. Các bạn chúng mình ví dụ như là mình coi phim là Hàn Quốc là người thằng giám đốc nó quýnh thằng phó giám đốc, tại vì thằng nào đầu tư tiền nhiều hơn thì thằng đó nó sẽ lấn lướt hơn vậy đó. Và cái thượng cẳng chân hạ cẳng tay là cái kiểu Hàn Quốc nó là điều có. Thậm chí trước kia thì mình có những người bạn làm cho công ty Hàn Quốc, ví dụ như đi chợ một phút nó đóng cửa, nó không cho vô, nó đuổi đi về vậy đó. Nó biết cái người Việt Nam mình cần cầu lị nó, và bản chất của nó không có cái kiểu mà nó hơi quá. Thì biết rằng cái điểm yếu của Việt Nam mình thì đôi khi cũng hơi bị lạm dụng. Ví dụ như là thấy chủ mà hiền quá, chủ mà dễ dãi quá thì bắt đầu lạm dụng lần lên, xem thường. Cái này là cái quy tắc nó không giống như người phương Tây. Ví dụ như là đúng giờ là ăn, đúng giờ làm là làm. Nó không có cái cà tang hay là mình cố tình mình lạm dụng. Ở phương Tây đó, họ ví dụ chủ Tây nó không có hành xử giống như vậy đâu. Một là nó có thể nó không tăng lương, hai là cái tiền thưởng nó sẽ giảm để nó trừ đi những cái chuyện lạm dụng của mình. Ví dụ 2 phút ăn cơm đó nó sẽ tính, ví dụ 2 phút thì 1 tháng sẽ trở thành bao nhiêu phút. Là mất đi một ngày mình làm việc khoảng 200.000 thì coi như là trong năm đó nó sẽ giảm đi 200.000 gì đó của mình. Nó không thưởng nhiều, đúng không? Cái tiền thưởng nó sẽ âm thầm, nó sẽ thưởng ít, hoặc là nó sẽ làm một cái gì đó theo cái giá tiền của 2 phút. Nó sẽ quy định ra vậy. Cái người phương Tây họ có thể họ tính ra cái bước đường đó. Còn cái người làm công thì nói chung là lạm dụng được lúc nào thì hay lúc đó. Cái đó là cũng cái dở của người làm công, người Việt Nam của mình. Ở đâu cũng vậy hết chứ không phải là người Việt ở trong nước mình hay là những bà con công nhân như vậy. Nói chung nhiều khi chính bản thân mình là người lao động, đôi khi thấy chủ dễ dãi quá thôi cũng trước khoảng 2-3 phút thì mình cũng ok. Nhưng mà với điều kiện mình lấn lướt 2-3 phút đó thì mình cũng phải trả cái công xứng đáng cho họ. Nếu như là người ta làm một thì mình phải làm 1.5 để cho họ thấy cái khả năng năng lực của mình tốt thì họ sẽ cho mình đi cái 2-3 phút đó. Còn không thì mình phải làm đàng hoàng với họ. Người phương Tây họ rất là sòng phẳng cái chuyện này. Còn nói về chuyện Hàn Quốc thì Hàn Quốc thì như hồi nãy mình nói thượng cẳng chân hạ cẳng tay là chuyện bình thường. 2 phút mà đi đạp đổ cái mâm cơm của người ta thì thấy cũng quá đáng ha. Không biết là sắp tới thì không biết là có đình công hay không, hay là họ sẽ giải quyết như thế nào. Ông giám đốc này ông làm cũng hơi quá, mà không biết là cái những trước đó thì có như thế nào hay không nữa. Họ sử dụng những cái hành động cái kiểu mà nó kém cái văn minh. Người ở phương Tây đó, ở bên đây nè, mình ví dụ đi, mình kể lại chắc là 1-2 năm rồi mình có kể cho mọi người nghe. Hồi lúc đó mình mới vô mình làm ha. Mình làm 2015 thì chủ của mình bình thường lắm, không có một cái dấu hiệu gì hết, đi ra họ rất là dễ luôn. Sau đó thì có nhiều người cũng có lạm dụng, ví dụ như là đi sớm về, đi trễ mà về sớm đó, nhiều khi đi vô rồi cà tan 15-20 phút mới bắt đầu làm, đi về thì khoảng 10 phút thấy biết liếc, còn 10 phút thấy chủ mà vắng mặt bắt đầu hô xách gối giọt. Thì khi mà nó làm ăn được á, ví dụ như là làm mà có những người thợ tốt á, làm ra hàng thì nó có được chạy hàng, nó bán thì nó thấy nó có thể là nó ok thì nó không có quan tâm. Nhưng mà sau dần dần có nghĩa là có một vài người mà thợ giỏi đó, bắt đầu họ đúng tuổi, lớn tuổi họ chán hay là làm việc họ muốn đi làm một việc khác rồi họ nghỉ, thì bắt đầu cái thành phần cái nhóm mà người mà mới vô làm việc đó thì làm hơi dở rồi chậm. Rồi cái người giỏi á, thì họ không muốn làm cà rịch cà tang, rồi đi trễ về sớm thì nó cái hàng cũng thời điểm đó nó bắt đầu nó giảm đi, thì nó thấy mình cũng thấy tình hình chủ nó cũng căng thẳng thì bắt đầu nó nào là nó không có nói gì hết á, nó không có kiểu mà nó tới nó dằn mặt mình đâu,
mình thấy nó cảm giác nó cũng nhăn chứ không phải không, nhăn mà nó không có nói, nó đi ngang nó đi qua đi lại vậy thôi, nó không có nói mọi người đâu, nó không có trực tiếp nó nói, tại vì nó không muốn gây gổ, nó không có kiểu mà giống như người Việt Nam mình hay là người Tàu hay là người Hàn Quốc đi, thấy không vừa lòng ai tới bắt đầu ý làm chủ mặt nặng mày nhẹ hay nói móng nuốt gió đồ này kia. Nhưng mà nó mới nó dùng cái chiêu ví dụ như là nó thấy lạm dụng giờ giấc đó, đi trễ về sớm đó, thì nó mới in ra một cái bảng là giờ thời gian đó, mình có kể rồi cho mọi người, nó in một cái bảng thời gian, thì ví dụ như là mình nó nói là thời gian đến đó, giờ đến hãng mấy giờ là đi làm về mấy giờ, mà nó dán lên ngay cửa, thì khi mà một cái thói quen bị thay đổi á, thì từ cái mọi chuyện ha, mọi người hiểu rồi, khi có một cái thói quen thay đổi á, thì nó làm cho mình bị khó chịu ha. Cái người công nhân á trong hãng của mình á, thì nhiều người cũng cảm thấy cũng bực, người Tây cũng bực, trong trong thậm chí có cũng có người Việt Nam mình cũng khó chịu. Nhiều khi bản thân mình cũng cảm thấy mình khó chịu, tức là mình đi à chắc là mình bị cái lỗi gì đó rồi, hay là mình cái gì đó chủ nó không có hài lòng, nó muốn mình phải như ý của nó, nhưng mà nó đề cái bảng là ví dụ như bắt đầu làm việc 7 giờ và kết thúc 3 giờ rưỡi, thì nó đề bảng thời gian đến thời gian nghỉ, thì bắt đầu có nhiều người nghịch nghịch lên cầm cái viết là ví dụ như là mình đến nhưng mình đến sớm, ví dụ trước 7 giờ thì nó ghi là 6:59 rồi ghi gì á, thì sau khi nó phát hiện ra là tức là chơi lại nó đó, chơi mà thì nó mới đợi cái thời gian hẳn hoi, tức là giờ làm việc như vậy, chứ nó không có cái kiểu mà ví dụ như bây giờ mình nói chuyện một cái theo tâm lý người Việt đi, nếu mà ông chủ ông đưa cái tờ giấy như vậy đó ha, ông dán lên mà công nhân của ông mà ông nó viết nó kiểu cà chớn chút xíu, hơi 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 nó hơi chơi khăm chơi khía lại chút xíu đó, thì ở đây viết là 6:59 bắt đầu đến, vừa mới đến rồi về, thì hơn 1 phút nó cũng ghi, thì chơi chơi khịa lẫn nhau, thì người chủ Việt Nam chắc chắn rằng phải xuống hạch tội rồi xuống nhăn nhó rồi trách qua trách lại, liền sẽ có lời qua tiếng tiếng lại, chắc chắn là một điều như vậy. Nhưng mà Tây họ không nói, họ biết họ sai, hoặc là họ không cái không phải là không phải sai, nhưng mà cái là họ làm những cái tờ giấy đó hay là họ đưa ra những cái lệnh đó nó chưa đủ để mà cho người người cái người thi hành họ hiểu đó, rồi bắt đầu họ phải thay đổi cái tờ giấy khác, họ 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 thay đổi một cái tờ giấy khác là để cho cái người người công nhân trong hãng họ họ không có cái kiểu mà chơi khịa nữa đó. Cho nên mình thấy có một điều như ở bên này người Tây đó, họ từ cái giao thông hay là những cái luật lệ bên này đó họ đưa ra, thì họ sẽ làm bất cứ một cái gì để cho cái người tham gia cái người thi hành họ hiểu, chứ không có mang một cái tính chất là để mà đánh đố hay là mình bắt buộc người khác phải phải tìm cái gọi là cái kẽ hở hay là cái gì đó mà họ chơi chơi khăm lại đó, họ lách luật lên đồ, thì họ cố gắng tức là họ họ phát ra một cái luật, nhưng mà cái luật đó chưa có đủ hết, thì họ biết là có những cái lách luật, có những cái khịa chơi khăm lại, thì họ phải cố gắng phải làm sao để cho thuyết phục, cái đó là cái hay. Còn đối với cái người châu Á mình thì chắc chắn là thượng đẳng là trên, cho nên tao nói mày phải nghe vậy, cho dù 10 cái nhưng mà trong đó mình nói đúng 7 cái còn 3 cái trật lắc ha. Thì nhiều khi 3 cái trật lắc đó thì bên kia nó chơi lại, thì bên Tây thì nếu mà trật chỗ nào thì nó xin lỗi chỗ đó, nó sẽ sửa sai, nó sẽ bỏ cái mục đó. Tây thì khác, mình thấy hay hay ở chỗ chỗ Tây nó rất là trực tính luôn, nó ghét nhưng mà nó không có nói, rồi nó ghét mà nó phải làm sao, nói chung là hầu như là theo luật luật lệ là chính, nó như robot vậy đó, mình thấy hay lắm. Còn ở bên này đó họ rất là tôn trọng những cái chuyện riêng tư ăn uống, rồi nếu mà nó vẫn để ăn ha, ví dụ nó vẫn để cho mình ăn bữa cơm trưa đó đi, ví dụ như trong trường hợp công ty đó có thể Tây họ sẽ giải quyết là nó đợi dẫn để cho mình bữa ăn trưa, nhưng mà sau đó nó sẽ họp lại rồi nó nói, rồi là nó sẽ đưa ra tờ giấy cấm, hoặc là nó quýnh kẽn nó nhấn chuông không có thiếu gì cách mà mình xử lý văn minh, ở đây ông giám đốc ông tổng giám đốc gì đó ông tệ quá, ông xử lý đâu kiểu côn đồ hồ đồ như vậy không, chơi đập chén cơm của người ta chỉ có 2 phút mà 2 phút thì sao rằng đồng ý là biết là cái đường dây chuyền công ty nó sẽ như thế nào, thì
Thì bây giờ người Việt Nam mình cũng rất là dễ tính, thêm 2-3 phút thì đâu có là vấn đề gì đâu. Thì bây giờ hãng xưởng thì trong công ty thì có những cái việc cần, thì mong rằng bà con anh chị em công nhân là thêm 2 phút trở lại đó, hoặc là khi mà ông quyết định nó vậy thì ông nắm tình hình, mà công nhân nó có hành động lừa dối về giờ thời gian thì ông nhấn chuông, ông làm cái chuông đúng không, đúng giờ giống như trường học ông nhấn chuông reng 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 đánh trống đùng đùng người ta ăn, rồi đánh trống đùng đùng người ta vô. Đó là cách giải quyết của họ, ai mà xử lý như kiểu côn đồ vậy, xô đổ chén cơm của người ta. Nó có công nhân thì mới có chủ chứ, ai mà là đều làm việc có lợi cho nhau không mà đối xử tệ quá. Đó là cái cách người người châu Á mình, đặc biệt là như người Trung Quốc hay là người Hàn Quốc hay người Việt Nam mình cũng hay hành xử vậy lắm, dở lắm các bạn, mà không tìm ra một cái ưu điểm, cái ưu điểm nó văn minh nhất, nó có lợi cả hai bên luôn, không ai cũng cảm thấy hả hê, là mình sai là mình biết, Tây đó họ thấy là sai là biết liền, lỗi ai là biết liền à. Nó tìm ra hết, nó đưa ra hết những cái lỗi rồi đó mình biết, chứ không có cái chuyện mà chơi cái trò mà chơi công kích xấu xấu xí như vậy đó. Cho nên nhiều khi mình đi qua bên này mình thấy mình học hỏi được Tây ở cái chỗ đó, thứ nhất là nó trực tính, thứ hai nữa là nó phải áp dụng theo luật, cái nào có lợi biết này lúc này nè nó có cái luật lệ của nó bị lạm dụng không có lợi cho nó không, nó sẽ đưa ra cái luật khác, nó sẽ đổi luật, nó sẽ đổi đổi liên tục, giống như là chính phủ bên này cũng vậy, hàng năm đổi đổi luật đổi liên tù tì vậy nè, tức là không có lợi là hay cái là bất nó còn không hợp lý nữa là họ đổi vậy thôi, chứ họ không có cái kiểu mà ăn hiếp ăn đồ không có họ phải áp dụng theo luật là chính, ai làm luật sai thì nhìn cái luật đó mà nhìn rõ luôn, ví dụ đi giao thông mà mình làm gì sai mình nhìn xuống đúng cái luật là mình thấy mình trật lắc rõ như ban ngày vậy nè. Đó, chơi mà chơi thuận cẳng tay hạ cẳng chân, xô đổ chén cơm những đồ của người ta của công nhân thì hỏi tình cảm của công nhân với lại chủ thì nó đâu có còn gì nữa, thì đương nhiên nó sẽ công suất năng lực của người lao động nó sẽ giảm, giảm thì công ty có lỗ thôi, công ty có hại thôi chứ đâu có lợi đâu. Ok, một chút trò chuyện cùng với mọi người ngày hôm nay về cái ông tổng giám đốc nào đó ở ở Việt Nam đó, mình thấy tràn lan lên này mình thấy cũng số người Việt Nam mình cũng thấy cũng tội nhưng mà công nhân Việt Nam cũng hay lạm dụng cái chuyện đó lắm, cái đó là nói đi cũng phải nói lại, mình sai trước mà người ta sai sau thì cẩn thận, mình phải tôn trọng cái chuyện đó, làm việc thì ra làm việc, tình cảm nó ra tình cảm.